Hello, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube Nhật ký của Nhã. Vậy là đã qua 14 ngày cách ly toàn xã hội rồi, và hiện tại thì nước mình đang tiếp tục thực hiện cách ly thêm một tuần nữa. Đã qua 14 ngày rồi, và bây giờ thì mình sẽ dạo một vòng chợ Hóc Môn xem 14 ngày qua đã thay đổi nơi này như thế nào nha. Bây giờ hiện tại thì đã hơn 7 giờ sáng rồi. Nếu là trước đây thì con đường này sẽ vốn rất là nhộn nhịp, và đặc biệt vào những ngày cuối tuần như thế này. Nhưng mà hôm nay lại vắng vẻ hơn, và mình sẽ dạo một vòng quanh hai khu chợ mới và chợ cũ để cho mọi người xem thử nha. Vì đang có thông báo yêu cầu người dân cấm tụ tập và những quán ăn chỉ được bán mang về, cho nên là hầu như các quán ăn ở đây, các quán cà phê ở đây đều ngưng hoạt động. Tại vì người dân ở chợ Hóc Môn thì đa số họ muốn ăn ở tại quán và uống cà phê ở tại quán. Thì bán mang về thì cũng có, nhưng mà lai rai, nhưng mà hầu như là những cái quán mà lớn á, những cái quán mà thường ngày nó sẽ đông khách á, thì người ta đều đóng cửa hết. Nếu như mà mấy bạn xem lại những video mà mình làm hồi trước Tết, hoặc là những video mà đi chợ trước khi mà mình cách ly 14 ngày á, thì mọi người có thể thấy được sự khác biệt khá với video hiện tại đây. Thì hiện tại thì đây là con đường mà trong đa số trong những video gần đây là mình đã quay cho mấy bạn rất là nhiều, cho nên là các mấy bạn cũng quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mà hiện tại thì trước mặt mấy bạn là một con đường rất là vắng luôn, hoàn toàn vắng. Tại vì những video trước thì mấy bạn coi thì sẽ thấy là mình sẽ chen chúc những người bán hàng rong hay là những người đi chợ rất là đông. Nhưng mà hiện tại thì mình đang đi mà mình không còn phải đụng ai hết, mình không phải né nhiều như vậy. Thì mấy bạn cũng thấy á, xa xa là có cái đèn màu xanh với màu đỏ chớp chớp á, đó là xe công an á. Và những chú công an này là hầu như là sáng nào cũng đi giống như gọi là tuần tra, đi kiểm tra những cái quán ăn mà làm trái lệnh với nhà nước. Ví dụ như là không có bán mang về mà cho người ta ở lại, cho khách hàng ở lại ăn, hay là những người dân mà không có mang khẩu trang. Mình đang ở khu bán thịt, gồm có thịt cá, thịt heo, thịt gà rất là nhiều. Đây mình đang đi rất là bình tĩnh luôn á mọi người, mình đi rất là từ từ mà không ai chen lấn, không có ai hối mình đi lẹ lẹ hết, tại vì ở khu chợ mà. Và đây là hàng ăn uống ở trong chợ, và hầu như là mọi người đã dẹp hết luôn, và chỉ còn một số chút xíu những cái quán ăn nhỏ nhỏ để bán mang về thôi.
rồi đó, mình đã dạo một vòng sơ sơ qua rồi đó. Và mấy bạn cũng đã thấy hiện tại thì khu chợ mình khá là vắng ha. Ở đây mấy bạn sẽ thấy nè, bình thường ở chỗ này thì những cái cô bán hàng á, hoặc là những chú bán hàng nó sẽ bán kín mít ở đây luôn, và mấy bạn hầu như là đi đi lại rất là khó khăn á, tại vì mấy chú ngồi á bán rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình đi khá là thoải mái, tại vì bán đồ cũng không được á, cho nên là mấy chú nhiều khi cũng có thể là dọn hàng ra trễ, hoặc là cũng có thể là sẽ nghỉ bán một thời gian. Bây giờ thì mình sẽ qua hẳn một khu ăn uống ở trong chợ luôn nha. Đây là khu ăn uống mà người dân ở trong chợ thường hay ghé để ăn sáng nhất luôn. Thì đây là cái cô bán chè. Cô bán rất là nhiều chè và bánh trái. Rồi mình đứng lại chút xíu, giả bộ coi bánh thì nọ, nhưng mà chủ yếu là để quay cho mọi người coi thôi, chứ mình không có mua, tại mình không có đem tiền. Và ở đây đa số là các cô chú bán ở đây á là bán mang về hết nha mọi người, và đồ ăn ở đây cũng rất là ngon và rẻ. Mặc dù là tình hình dịch Covid thì nhưng mà đồ ăn ở đây khá là rẻ, cũng không có lên giá. Như mọi người cũng thấy đó, thì một vài quán sẽ có khoảng 1 đến 2 người ngồi thôi, nhưng mà đa số là khách quen của họ, và người ta muốn được ngồi lại để ăn sáng. Chứ nhiều khi người ta là dân buôn bán á mọi người, cho nên là người ta không có thể nào mà gói mang đi mang về, và cũng không thể nào đứng chờ được, cho nên là nếu như mà có thì người ta sẽ ăn tại chỗ luôn rồi đi về buôn bán này nọ. Hiện tại thì mình đang ở khu chợ mới, và nếu như mà mình đi thẳng thì sẽ tới Chùa Ông, và quẹo phải thì sẽ tới Bưu điện Hóc Môn.
Hôm nay sẽ là một video để dẫn mọi người đi tham quan chợ Hóc Môn nha. Thì hôm nay là chợ, nhân dịp chợ khá là vắng cho nên là mình sẽ quay rõ hơn từng ngóc ngách trong khu chợ. Và đương nhiên là có những chỗ mà mình đã quay đi quay lại rất là nhiều lần rồi thì mình sẽ không đi vào những chỗ đó nữa, và mình sẽ đi những chỗ khác, chỗ mới hơn để cho mọi người nhìn rõ hơn. Thì ở đây là mình đang quẹo vào cổng khu chợ cũ, và ở đây thì đa số là bán, người ta bán thịt ở bên tay trái và người ta bán vải ở bên tay phải. Thì hiện tại thì vẫn còn là buổi sáng cho nên là nhiều khi người ta còn chưa được mở hàng nữa, mà mình cầm máy quay mình đi vòng vòng như vậy thì khá là bất lịch sự, cho nên là mình sẽ rời khỏi khu chợ này chút xíu và trở về nhà ngoại nha. Thì bây giờ mình về nhà ngoại để cùng với mẹ đi chợ. Thì hiện tại mình đang đứng ở ngã tư chợ, và ngay ngã tư này có quán cà phê Chú Quốc. Thì quán cà phê này khá là nổi tiếng ở trong chợ và hầu như là chú bán từ sáng cho tới tối luôn là mọi người. Quán lúc nào cũng rất là đông khách luôn. Và bây giờ thì do tình hình dịch bệnh nên chú buộc phải tạm đóng cửa một thời gian. Và mọi người cũng thấy đó, lúc nào mình đi nãy giờ là cũng gần hết một khu chợ rồi, và chỗ nào cũng có những chú công an đi kiểm tra rất là nhiều, nên là mọi người cũng đã thấy sự căng thẳng ở trong khu chợ Hóc Môn này rồi, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự buôn bán của người dân trong chợ. Mọi người có biết không, lúc mà mình đi quay á, vào thời điểm này, vào thời gian này á, mình có cảm giác giống như là mình đang đi vào buổi chiều á, vào thời điểm buổi chiều á, tại vì buổi chiều thì tan chợ rồi đó mọi người, thì sẽ rất là vắng bóng người luôn. Hello mọi người, thì đây là cảnh quay mà mình đã quay từ hồi trước Tết rồi. Đây là cái đoạn phim nấu ăn của mình với mẹ mình đã quay từ hồi trước Tết, và mình chưa có kịp edit để up lên cho mọi người xem. Thì hôm nay thì mình mới up lên cho mọi người cùng coi luôn. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái clip nấu ăn ngày hôm nay. Đó là mình sẽ làm một bữa ăn đơn giản, khô kho thơm và canh rau. Thì để làm món khô kho thơm thì mọi người phải luộc khô trước, xong đó thì đem rửa và cắt nhỏ ra thành từng miếng cho vừa miệng ăn nè. Để làm món này thì đầu tiên mọi người nên chuẩn bị một tô thơm nha mọi người. Và tô này là khoảng 3/4 trái thơm á. Và mọi người cho thêm vào 3 muỗng đường nha. Trước tiên thì mọi người nên bỏ hết thơm vào trong một cái nồi để xào sơ qua nha.
Trong khi chờ đợi thì mình sẽ chiên khô trước nha. Và mình cũng nói luôn, tại vì đây là khô cá lóc thì khô cá lóc nó sẽ cứng hơn những cái khô khác, cho nên là mình mới phải luộc khô trước rồi rửa sạch rồi mới đem đi chiên được. Nhưng mà những cái khô khác thì thịt nó sẽ mềm hơn, thì mọi người có thể rửa sạch rồi chiên luôn, không cần phải luộc nha. Hôm nay mình sẽ nấu một loại canh mà anh hai mình gọi là canh lá, tại vì ở trong đây có rất là nhiều loại rau khác nhau, ví dụ như là rau bồ ngót này, rau dền và có cả mướp nữa. Cho nên là anh hai mình kêu gọi đây canh này là canh lá. Và đây là thịt bằm để nấu canh, và kế bên sẽ là thịt ba rọi để kho thơm. Và mọi người nên nhớ là chọn phần thịt ba rọi vừa có mỡ vừa có thịt á, thì lúc mà mình kho thơm á thì cái mỡ nó sẽ chảy ra. Trời ơi, rất là ngon luôn đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ phi tỏi trước cho vàng vàng thơm thơm, rồi mình sẽ bỏ thịt ba rọi vào xào cho nó chín luôn. Mọi người phải sắp theo thứ tự trước nha, đó là thịt ba rọi trước nè, xong rồi mới tới thịt khô, rồi ở trên cùng sẽ là một lớp thơm, tại vì phần khô á nó cứng á nó sẽ khó chín hơn, còn thơm thì nãy là mình đã xào nó chín thẳng rồi, cho nên là mình sẽ bỏ phần khô ở giữa nha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ những gia vị còn lại cho món khô kho thơm nha. Một chút xíu nước tương, một chút xíu nước mắm và có thể nêm thêm một chút xíu bột ngọt để cho trung hòa cái vị lại nha.
công thức đã quá đơn giản rồi, bỏ thịt bằm và tôm khô vào xào trước. Nhưng mà hôm nay với cái món canh này thì mình sẽ bỏ mướp vô xào luôn nha. Sau đó thì mới chế nước vô rồi cho thêm những cái loại rau còn lại đó. Thế là xong một nồi canh rồi, nêm nếm cho vừa ăn là có thể bưng lên. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo. Và đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.